đi tới đây đã tiếc chuyện bên mà bên tiếc nhưng mà chẳng đâu mà mà khổ tới khi đây đã chú lên chế rồi nhỉ lưu đồ thua xin lỗi mà khổ bảo lúc mà lưu đứa chú gà thì ông mình đi ra thế cha cháu đi ra gùa u mi nhân cha đấy ta cháu bây giờ cái biết lúc ông mình này biết mi này mi lúc người học cả lúc ông sang bùm lên bảo mà thao gùa biết biểu khai ra đây tên mà biết xin lỗi mà khổ cái gì khai ra đây tên mà xin muốn gì à con quẹt xin lỗi mà khổ lưu đứa chú gà tôi cũng thấy khát đã bỏ cha tôi vừa biết biểu pin nên anh đã trả đấy đứa chú gà tôi đã biết cô không phải vì tôi đã bảo cô cha trả đấy đứa chú gà tôi đã bảo cô cháu tôi pin tôi đã làm nào đó để cô ở xa phía trả đấy đứa chú gà tôi đã cố giữ ở đây ở xa tôi đều nên trả pin ở bờ cô đã tôi trả đấy bây giờ anh này ở phía tây nhà là cô khen tôi tôi xin nhận được nhé thay vì là ở phía biểu khá mà về thật ra anh đây ở phía biểu khá mà về để đây khá trên tuổi anh em anh này ở đây khá là cả hôm hôm nay ở phía khá là thay sang tất cả vậy ở phía biểu khá là trên tuổi xây thật miếng 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 mà thay này cũng là ở phía khá là chỗ nên anh bảo đấy mấy anh mà lấy về tao phải thay này nhé tên lưu trên này ông muốn sửa rồi cả lấy được cái mà ở đây sau này chú làm như vậy mấy anh mà nói sau lần này vừa đã đi cả vào lúc bên đây các khán giả bảo đi, chú lên mà tao bảo gì chứ vậy? Lúc xưa à, cô đi khảo cô dùng chỉ đấy, cô lấy bia cô dùng chỉ để soi nhé. Vừa đưa bia bia chú xem như vậy mà lúc bảo, chẳng phải như là xây đền mà xì về, bây giờ ông như mua mía này bảo, cô xây đền này lấy em mày này soi nhé, cô lấy người ta phát sao bảo, ý anh thật chứ? Cô đây đây cô khán là em xem xì em, bây giờ trong trong mà cô bảo cô chú lên tao bảo đi nè, thì sao chú lên được khoan mía mà lúc dùng chỉ đấy? Hãy để lại motivation and subscribe video nào thằng mới đấy, cho nên cái channel này có subscribe lâu bia bao, lâu thôi, cho nên là khuya lại vào đó, cho nên là sau nửa năm video mà sau đây chào, see you.